Chào các bạn nha. Giờ mình bẫy chào màu mà có con chào màu chảo này lỡ mặt vàng này lỡ dính rồi. Quá trời nó bự luôn rồi. Mà hiện giờ ở ngoài đang có con chào màu, nó đang đấu với con chào màu mình. Mình bắt nó xuống rồi để mình bẫy lỡ con chào màu lại. Quá thứ con chào màu này bự rồi. Ủa con chào chảo vàng. Nãy máy hết pin rồi các bạn, không biết có quay dính hay không mà nó hết pin rồi. Giờ mình để con chào màu ở đây hồi nữa đó. Đây các bạn, đây là thủ phạm gì lại phá đám nha các bạn, quá to quá mập à. Rồi đi xuống mày cái bự. Con này đẹp quá nhá. Dạ. Để mày bỏ chuối cho nó ăn vô trong cái ấy cho nó ăn mà. Bữa hai bữa nó ăn cơm cám à. Dạ. Chuối mày trộn chứ mày thích ăn á. Có lòng chưa? Có, bây giờ có cái lòng chắc. Mày lòng thiếu cha vậy? Đó mày nuôi lòng mà. Con hồi đó nuôi mà ngoài thả chim ra cũng lòng cho người ta hết. Chim trừ lại cái.